tôi và các vị cũng gặp nhau rồi xa nhau vậy mà cũng một tháng rồi, mình mới ăn Tết đó mà nay cũng là coi như hết một tháng nữa rồi. Thì các vị thấy cái thời gian nó trôi qua nó không có hẹn, cái vô thường, cái ngày già nó không có hẹn. Vậy mà đối với tôi thì vui, vui khi qua đây thấy các Phật tử về chùa vui lắm. Nhất là khi qua đây thì tối rồi các Phật tử đón, tôi không có cho các vị đi đón, nhưng mà về thì thấy cái tô canh khổ qua. Thì như vậy nó cũng là một cái điều vui, dầu là không nổi nhưng mà sáng hôm sau mới ăn, trong lúc ăn nó có một cái thiền vị, như vậy thì cảm thấy nó rất là quan hệ. Thì cái chỗ đó thì nó làm cho chúng tôi có những cái ấn tượng. Thì bây giờ thì tôi không biết nói cái gì hơn ngoài những cái điều mà động viên sách tấn thầy với trò huynh đệ cùng nhau để mà kiểm thúc tam nghiệp để mà tu hành. Một tháng nó có hai ngày mà Chư Tổ đặt ra đó, để cho người xuất gia cũng như người tại gia gọi là sám hối. Mà cái ngày này còn gọi là cái ngày trưởng tịnh. Sám hối nghĩa là gì? Sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Sám có nghĩa là mình ăn năn những cái lỗi trước. Hối có nghĩa là mình ngăn ngừa những cái sai trái, cái tội lỗi sau. Như vậy thì cái ngày sám hối là như vậy đó, là mình ăn năn những cái việc làm đã qua của mình. Thì thông thường cái hồng danh ngũ sám á, thì nếu mà lại đủ từ đầu cho tới cuối, ngay bắt đầu từ cái câu đại từ đại bi mẫn chúng sanh cho tới cuối cùng là quản kim pháp giới gì đó, như thị tứ pháp quản vô biên nguyện kim hồi hướng diệt như thị đó, thì như vậy là 108 lại. Nếu lại đủ là 108 lại. Để đó lên cái gì? Đó lên cái thông thường chúng ta nó có 108 cái trần lao phiền não chi phối. Còn từ cái danh hiệu Nam Mô Phổ Quang Phật cho tới Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật thì chỉ có 89 lại thôi. 88 lại. Thì các vị tiền bối mới chia ra từ Nam Mô Phổ Quang Phật cho tới Nam Mô gì đó Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Thì đó là 53 lại đầu là cho là cái mình lễ Phật, mình lại để mình sám hối cái tội lỗi của quá khứ. Còn từ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cho nên cho tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật thì mình lại danh niệm Phật để xin sám hối cái tội lỗi hiện tại. Đó là hồng danh chư Phật. Thì cái sám hối hồng danh chư Phật này đó có từ thời cái đời nhà Tùy, do ông pháp sư gọi là bất động pháp sư soạn luật. Như vậy thì sám hối nó có nhiều cái phương pháp, nhiều cái nghi thức. Thí dụ như cái thời của đời nhà Lương thì có ngài Chí Công pháp sư hay là Chí Công hòa thượng soạn cái nghi lễ gọi là Lương Hoàng Sám. Rồi tới thời của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư thì soạn cái Từ Bi Thủy Sám. Ở đời Ngọc Lâm Quốc Sư thì cùng với Bất Động Quốc Sư thì soạn cái Hồng Danh Bảo Sám.
Như vậy thì tùy chúng ta có thời giờ lại cái nào cũng được. Nhưng mà cái chính của chúng ta là khi lại Phật để mà mình đem cái lòng chí thành của mình hướng về chư Phật để cần cầu sám hối. Như vậy thì Phật không có quyền xóa tội cho mình đâu. Thật sự Đức Phật không có quyền xóa tội. Nhưng mà ta cả hướng về chư Phật, ta nương tựa chư Phật, bởi vì chư Phật là một bậc đại trí, đại đức. Đó, cho nên mình nương cái chỗ an lành, mà mình nương như vậy để rồi mình ăn năn những cái tội lỗi quá khứ của mình, những cái việc làm sai trái của mình, rồi rồi mình chọn cái ngày mai của mình cho nó tươi đẹp, nó trong sáng. Trên đời này thì ai cũng có tội hết, không ít thì nhiều, không lớn thì nhỏ, ai cũng có tạo nghiệp hết. Một bước chân đi đã là có tội rồi, đó là vô tình hoặc là cố ý dẫm đạp chúng sanh cũng đã là có tội. Một lời nói ra phải thì không nói gì, mà một lời nói không phải bằng cái khẩu khí của mình cũng là có tội. Một cái ý nghĩ không phải nó cũng là có tội. Cho nên chúng ta không thấy được cái tội lỗi chúng ta nhiều lắm. Vì vậy mà cái ngày này thì cái ngày gọi là sám hối, hay còn gọi là ngày trưởng tình. Thì những ngày này thì tín đồ nhà Phật Đại Thừa đó thì phải ăn chay, gọi là trưởng tịnh mà. Trưởng tịnh là trưởng dưỡng cái thân tâm, tịnh tu cái giới, cái định, cái tuệ, gọi là tịnh tu tâm vô loại. Cho nên những ngày này thì chúng ta gọi rửa cái thân tâm chúng ta, cho nên gọi là trưởng tịnh, gọi là sám hối. Thì đối với pháp sám hối nhà Phật là như vậy đó. Nó khác hơn các cái tôn giáo khác. Là các tôn giáo khác thì thông thường người ta có một cái lòng tin của họ là cái vị giáo chủ của họ có một cái quyền năng tới đó để xin tội, để rửa tội, thì cái người tín đồ sẽ hết tội. Còn ngược lại Phật giáo chúng ta thì khác cái chỗ. Phật giáo chúng ta tới để chi? Để ăn năn cái lỗi trước mà ngăn ngừa cái lỗi sau. Như vậy thì không phải là mình tới đây để cho hết tội đâu nha. Mà mình phải thấy cái tội của mình, thấy cái nghiệp của mình, để rồi mình ngăn chặn, mình chuyển đổi đó. Thế rồi ngày mai mình đừng có sa vào cái tội lỗi đó nữa. Chúng ta chỉ sợ nhất cái người có tội mà không biết thấy cái lỗi, cái tội của mình, không biết ăn năn chừa bỏ. Chứ còn cổ nhân họ cũng nói đánh người chạy đi chứ không phải đánh người chạy lại. Thì đối với nhà Phật cũng vậy. Nhà Phật nó phát xuất cái cao cả của giáo lý đạo Phật là ở chỗ cái lòng từ bi rộng mở. Vì vậy chúng ta là những người con Phật, chúng ta nương cái đức của Phật, thì lễ Phật. Như vậy là để chi? Gọi là lại Phật giả, là kính Phật chi đức. Ta lại Phật là ta kính cái đức của Phật, ta nương cái đức của Phật, chứ không phải lại Phật là Phật vui mừng, Phật chứng minh cho ta, mà ta nương cái quay đức của Phật. Cái quay đức của Phật là từ bi, quay đức không lường, ra đời tế độ sáu đường chúng sanh, được thấy tướng lại nghe danh, cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu. Thì hôm nay mình coi vậy chứ mình cũng có cái phước, mình đã trồng cái căn lành từ vô thủy kiếp rồi. Cho nên chúng ta mới được gặp Phật. Dù là gặp Phật của chúng ta nó hơi muộn màng, chúng ta không gặp Phật được bằng cái hình tướng khi Đức Phật còn tại thế, nhưng mà ta phải có cái lòng kính trọng Phật. Dầu gì đi nữa chứ người đệ tử Phật nó cũng có cái chất từ bi trong đó, ít nhiều cũng có lòng từ bi trong đó.
nó có sự vị tha trong đó. Có nhiều lúc ta vô minh á, thì ta lại chấp chặt, ta lại giận dữ, ta lại trói buộc, ta lại ngoan cố. Nhưng mà khi mà ta qua cái lớp vô minh đó rồi đó, thì chắc chắn lòng của chúng ta ai cũng có sự từ bi và quan hệ. Vì vậy mà Phật tử nhớ, người tu hành chúng ta nên cố gắng giữ cho được cái tâm từ bi, cái lòng hỷ xả. Tôi bắt đầu sẽ trao truyền cho các Phật tử những cái tư tưởng nó gần gũi như vậy, để rồi các vị có thể ứng dụng vào cái cuộc sống của mình. Hôm tới thì tôi cứ nghĩ rằng là không biết là mình có duyên để gần gũi Phật tử nữa không. Lâu lâu qua vậy thì tôi thành ra, cho nên tôi cố gắng mà tôi đánh mạnh và tôi gom được cái yếu chỉ của đạo. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ được các vị mời qua lại thường, thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ mổ xẻ ra. Bây giờ không rồi là mình gom lại, mình gạn lọc. Tại vì tôi cứ nghĩ rằng không có thời giờ nhiều, chắc có thể là tôi chỉ qua dịp Tết thôi. Nhưng bây giờ như vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cho đại chúng, cho tới khi nào cái ngôi chùa mình có một vị thầy có tài, có đức để mà lãnh đạo, để mà khuyên nhắc các vị, thì lúc đó thì các vị không cần nữa thì có thể tôi rút lui cũng được. Còn bây giờ thì cứ vậy, cứ giờ mỗi tháng tôi qua thì cố gắng mình chia sẻ cho nhau, để rồi mình ứng dụng cái đời sống tu hành của mình ở tại gia và cái cuộc sống của mình ở ngoài thế gian, làm sao mà cho nó có cái sự an lạc thảnh thơi. Như vậy thì trên cuộc đời này, các vị nên nhớ, chúng ta thông thường nó bị bon chen, nó bị những cái điều nó làm chúng ta rất là nhiều cái chi phối. Mà cái tâm chúng ta đức Phật gọi là tâm phan duyên. Phan duyên là nó luôn lúc nào nó cũng nhảy, cũng truyền, giống như con khỉ. Cho nên vậy mà Phật lại gọi dùng cho chúng ta một cái danh từ là tâm viên mà ý mà. Tâm chúng sanh nó thường nó leo, nó truyền, nó cử động, nó leo truyền như con khỉ, gọi là tâm viên. Còn cái ý chúng ta nó lúc nào nó cũng cà dịch như nó cử động như con ngựa, cho nên gọi là ý mà. Thì người tu thì chúng ta nhận rõ cái tâm viên ý mà đó. Bây giờ mình dừng nó lại, không cho nó truyền nữa. Thì như vậy thì mình tu cái gì? Thì đối với nhà Phật thì chư tổ soạn ra rất là nhiều cái pháp tu. Đó là chư tổ soạn ra. Chứ còn Phật ngày xưa thì khi Phật giảng kinh, Phật không có nói là ta nói đây cho để tu cái giờ này, tu cái này, tu này, không có. Phật giảng kinh là Phật chỉ cái sự thật, rồi Phật chỉ cho những cái vô minh mà để cho nó dẫn tới cái phiền não, nhiễm ô, dẫn tới sự đau khổ, rồi giải trừ cái sự đau khổ đó cho có an lạc, trở về những cái tâm thánh thiện. Rồi sau khi Phật nhập Niết Bàn thì cái Phật giáo chúng ta nó trong cái ngày thứ 49 thì nó khi Đức Phật tọa tỳ xong, rồi tới 100 ngày thì ngài Tổ sư Ca Diếp lại cho cái sự kết tập. Nhưng mà lúc đó cũng không có giấy bút để viết đâu. Tuy là chúng ta nghe trong lịch sử thì nó là khi Đức Phật nhập diệt sau 100 ngày thì vua Xà Thế là cái người để mà ủng hộ cho Tổ sư Ca Diếp và chư vị thánh đệ tử Phật để kết tập cái kinh Tạng. Thì quý vị nghe như vậy thì mình mường tượng là chắc cái cuộc kết tập đó là dữ dằn lắm, rồi viết lách rồi viết lách, chứ không có. Thời đó chưa có cái giấy bút, chưa có cái chữ viết.
Cho tới sau này một cái lần kết tập lần thứ hai thì bắt đầu nó có những cái sự tiến hóa hơn, thì con người nó văn minh hơn, thì bắt đầu lấy cái lá bối á, cái lá bối để mà cái lá đó thì cho bây giờ cũng còn một hai cái kỷ niệm nó dài, mình tưởng tượng như cái lá nó rất là dài nè, rồi mới lấy cái cây nhọn mới xăm vô làm cái lỗ cái chữ để viết. Thì vậy mà bắt đầu cái sự kết tập mà hình thành được cái chữ viết á, thì kinh Phật thì gọi là bối diệp. Khi chúng ta đọc kinh chúng ta nghe cái từ bối diệp, bối diệp mới là bắt đầu là kinh Phật mới có hình thành được một chữ viết. Mãi tới lần kết tập thứ ba chân chân thì coi như ba lần kết tập là nó sự một sự việc trọng đại, trọng đại nhất. Mà lần thứ nhất là tại hang Tắc Bát La, tại cái nước Ma Kiệt Đà của vua Sở Thế. Thì tại đây là một cái cường quốc, cho nên khi mà các cái đất nước khác xung quanh đó, thì các vị biết là tiêu tùng á. Bây giờ chỉ còn cái nước mạnh nhất là cái nước Ma Kiệt Đà là của vua Sở Thế. Quay ngược lại dòng lịch sử, theo lẽ tôi không nên nói dài dòng, nhưng mà ý tôi muốn nói là để cho các vị rõ hơn, vị nào nhớ thì nên nhớ, còn vị nào không nhớ thì cũng sao, nhưng mà tại vì phải nói, bởi vì ghi hình, ghi ảnh hay là ghi âm thế này đó, là chúng tôi cũng để lại cho cái đời sau. Bây giờ những cái bài băng và bài giảng mà hôm tết ở đây đó, là bây giờ các vị vô mạng là có hết rồi. Cái những cái 4 lần ghi hình thì có đủ rồi, còn 12 lần ghi âm thì hiện bây giờ có rồi, nhưng mà các em nó chưa có tải lên kịp, bởi vì nó còn nhiều việc, cái nhiều cái bài giảng ở bên từ ba Cali, cho nên vậy mà nó chưa đăng tải kịp. Chứ 12 lần cái tiếng mà tôi ghi âm cái này là có hết. Như vậy thì nó để trên mạng nó thì ít nhất cũng 50 năm hết mà. Cho nên là vậy mà tôi muốn nói nó sự thật, nói đúng, chứ không có nói cảm tình, mà cũng có mà nói để nói gì về mình nhiều, mà muốn nói là sự thật. Thì khi mà vua Lưu Ly á, bây giờ tôi trả lại, vua Lưu Ly là con của vua Ba Tư Nặc, con vợ thứ của vua Ba Tư Nặc, là đất nước tên là Kiều Tắc La. Thì khi vua Lưu Ly hận cái dòng họ Thích Ca, là dòng họ mày a của thái tử Tất Đạt Đa, là dòng họ của Phật, ông hận lắm, bởi vì mẹ ông cũng sanh trong cái hoàng tộc đó, nhưng mà bởi vì cái thời cuộc nó chia giai cấp, cho nên thì vậy mà mẹ ông là cái gốc của bên ngoại của vua Lưu Ly là một cái người gọi là dòng dõi Chiên Đà La, dòng dõi nô bộc, dòng dõi nô lệ, mà tới mức độ mà cái thời cuộc nó chia 4 giai cấp của xã hội Ấn Độ đó, là cái dòng dõi nô bộc á, quýnh chết không có được quyền thương kiện ai hết. Cái thời đó mình nghĩ là cái thời đó đau đớn đó. Cho nên ông vua Lưu Ly mẹ ông mới được có nhan sắc, cho nên mới được được sau này vua Ba Tư Nặc mới cho làm thứ thiếp. Nhưng mà ông trở về vào một Thích Ca đó, thì dầu gì bên đây cũng là mang tiếng là hoàng tử đó, nhưng mà trở về vào một Thích Ca thì một Thích Ca cười nói, mẹ nhà ngươi hồi xưa là thuộc dòng nô lệ thôi, con hầu thiếp thôi đó, cho nên không công nhận. Như vậy mà ông có cái hận về một Thích Ca. Ta là nói cái hiện tại, còn quá khứ thì trong lịch sử ghi thì tại hồi xưa nói dòng họ Thích Ca nhiều đời ăn cá, ăn cái dòng tộc của ông, cho nên bây giờ hiện tại ông lên ông đòi nợ, thì thôi cái đó là để nói thôi, chứ mình nói cái hiện tại. Tôi thì tôi thích nói chuyện quá khứ nhiều, bởi vì có nhiều khi cái quá khứ mà trong cái gọi là bổn sanh bổn sự đó, để mà nói thì nhiều khi nói để mà có lòng an ủi, chứ còn cái chuyện hiện tại thì tại vì có thù hận giai cấp. Cho nên vua ông Lưu Ly ấy, khi mà vua Ba Tư Nặc mà giao cái dòng cái dương vị lại cho thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà là cái người hộ trì cho ông Cấp Cô Độc để mà cắt cái kỳ duyên tịnh xá để cúng dường cho Phật ở nước của ông, ở nước Kiều Tắc La.
thì cái ngày đó vua Ba Tư Nặc mới đi chinh đi 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 du ngoạn tới cái bìa rừng của giáp ranh hai ranh giới, thì ở nhà vua Lưu Ly khởi binh giết anh của mình, giết Thái tử Kỳ Đà. Thế thì ông vua Ba Tư Nặc nghe nói như vậy cho nên đau đớn quá ngã lăn ra mà chết. Thì bây giờ A Xà Thế mới rước cái thi hài của vua Ba Tư Nặc về đất nước của mình để mà làm lễ, bởi vì vua Ba Tư Nặc đó là em của hoàng hậu Vi Đề Hy, mà Vi Đề Hy là mẹ ruột của A Xà Thế. Cho nên quý vị biết là thờ Đức Phật đó, các cái nước xung quanh đó, cuối cùng cũng dòng tộc với nhau, dòng tộc nhau hết. Thì vậy là vua Lưu Ly là con của dòng tộc Thích Ca, nhưng mà tại vì phân biệt giai cấp. Rồi vua Tần Bà Sa La thì lại là anh rể của vua Ba Tư Nặc. Rồi vua Ba Tư Nặc thì có một người con tên là Thắng Mang, thì lại gả cho vua Hữu Xứng. Vì vậy mà khi mà vua Lưu Ly chinh phạt giết người anh cùng cha khác mẹ của mình là Thái tử Kỳ Đà, rồi xong rồi qua giết luôn cả vua Hữu Xứng, mới đi một cái theo một cái dòng đó đó, mới qua tàn sát hết cho mọi Thích Ca, không còn người nào hết, chỉ còn có Đức Phật và những vị đi tu thôi, còn những vị mà không đi tu là coi như tàn sát hết. Như vị thấy, cho nên cái thời Đức Phật ấy, mình tưởng đâu là cái thời đó nó thanh bình, nó tịnh trị chứ. Nếu nghe như vậy thì quý vị thấy nó còn rối hơn cái thời mình nữa, phải không? Rối vô cùng. Nhưng mà Đức Phật nhờ đi tu cho nên có cái phước báo, vậy mà chuyển cái nghiệp, dứt cái nghiệp, dứt cái nghiệp đi. Hoặc đó là mình nói theo kiểu là không có cộng nghiệp với dòng họ Thích Ca, dầu là mang cái thân máu mủ, cái thân tứ đại này, máu mủ của dòng họ Thích Ca, nhưng mà nó khác cái nghiệp, nó không có cộng nghiệp. Hoặc là như vậy, hoặc là nhờ tu hành mà chuyển nghiệp. Cho nên vì vậy mà chỉ có những người đi tu còn lại dòng họ Thích đó, Thích Ca đó thì mới còn sống sót, chứ còn tất cả là vua Lưu Ly đem vào tàn sát, không còn một người. Cho tới cái thời sau này đó, cái thời Tây Tấn đó, Quốc sư Đạo Ân đó, bây giờ ông là quốc sư đương triều ở bên Tàu đó, ông mới suy nghĩ nhớ là cái ơn đức của Phật Thích Ca, cho nên ông mới xin với nhà vua là ông ra cái chiếu chỉ là tất cả những ai xuất gia là tỳ kheo á thì phải mang dòng họ Thích. Thì như vậy thì chỉ có bên Tàu, rồi nó chạy dài qua tới Việt Nam thì nó có dòng, cái dòng chữ Thích thôi. Chứ hiện bây giờ là nó tới ngày nay Philippines hay là Malaysia, Thái Lan hay là Triều Tiên hay là Miến Điện, Lào, Campuchia, tất cả những vị tu không phải họ Thích, chỉ có Tàu Việt Nam thì mới có họ Thích. Và tại vì lệ thuộc cái văn hóa và cái quốc độ và cái thời đó, thì tôi nói cho đại chúng nghe có những cái như vậy đó, để đại chúng mới hiểu rằng cái Phật giáo mình đó, nó trải qua không biết bao nhiêu cái biến cố thăng trầm. Thì tôi trở lại vấn đề kết tập á, như vậy là cái dòng họ của Tịnh Phạn Vương á, của Thích Ca thì khi đó thì đã bị tàn sát hết rồi, giống như xóa xóa nó ngồi xóa nước đó rồi. Hai lần Đức Phật ra cản vua Lưu Ly được, nhưng mà lần thứ ba thì Phật thấy cái nghiệp nó tới rồi, Phật cũng cản được thôi, giống như Phật tránh mặt luôn đi, chứ còn không lẽ cản hoài. Mà cản hoài thì ổng hình 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 ổng cứ hậm hực, ổng căm thù hoài, thôi cái nghiệp nó tới thì cũng phải trả cái nghiệp thôi. Cho nên Phật cũng đành im lặng để cho dòng họ Thích Ca trả nghiệp. Nhớ thì tôi nói cho là chúng nghe rõ cái lịch sử hình thành của cái Phật giáo thời bây giờ nó cũng rối ren như vậy. Thì cái đất nước mà của Thái tử Kỳ Đà đó thì cũng coi như là vua Lưu Ly cũng là giết Thái tử, giết vua rồi,
Còn vua Ba Tư Nặc thì là cái người trung tín, trọng phạt và cúng dường, coi như là cao cả, cúng dường vật chất lớn nhất thời bây giờ. Thì như vậy mà cũng phải trả cái nghiệp. Khi nghe con thơ con của vợ thứ giết con vợ chánh như vậy thì vua Ba Tư Nặc tức mà giống như là gọi là thế gian gọi là ối máu mà chết. Chết thì thái tử Asa Thế mới đem người cậu của mình về nước của mình làm đám, chứ cô không có đem được về cái nước của Kiều Tất La. Thì bắt đầu cái hình thành nó thắt còn nó có những sự thay đổi cho mãi tới thế kỷ thứ 5, thứ 6 thì Phật giáo tại Ấn Độ, Phật giáo gốc bị cái đạo Hồi, bị Bà La Môn giáo tiêu diệt sạch. Cho nên các vị tu hành không thể truyền đăng tục diệm đó được, cho nên phải đem cái Phật giáo truyền sang các cái nước lân bang. Thì thời Đức Phật cũng như vậy đó, sau khi 100 ngày của Phật rồi thì chia ra làm hai, ai đi về hướng Nam thì truyền cái Phật giáo gọi là Nam truyền, còn ai đi về phía Bắc thì gọi là Bắc truyền. Nhưng mà lúc đó chưa có chia ra mà Đại Thừa hay Tiểu Thừa gì hết, chỉ truyền theo cái dòng thiền, nhưng mà truyền đi rất là nhẹ nhàng chứ không có sự mâu thuẫn. Nhưng mà cho tới thế kỷ thứ 6 trở lên thì bắt đầu nó chia hai bên rõ rệt. Cái bên Nam truyền thì đi về hướng Nam thì gọi là Nguyên Thủy, gọi là Na, gọi là Tiểu Thừa. Bởi vì họ làm y như cái thời của Phật, họ không chấp nhận. Trong khi bên Bắc Tông á, đi về phía Bắc á, thì vì bảo vệ muốn cho Phật giáo nó phát triển, cho nên mới đưa ra những cái tư tưởng mà ngày hôm nay chúng ta đọc á, chúng ta mường tượng không biết là Phật nói hay là ai nói, thì bắt đầu nó có hình thành cái tư tưởng phát triển. Thì bắt đầu mới vẽ ra là có những vị Bồ Tát này, Bồ Tát kia, Bồ Tát nọ để biểu trưng cho cái công hạnh mà tu hành. Thì nhờ cái Phật giáo bắt phát triển như vậy cho nên Phật giáo nó mới tồn tại và mãi tới ngày hôm nay. Chứ không phải tôi nói như vậy là tôi cho là sai nha. Nhờ sự phát triển hình thành như vậy mà Phật giáo mới tồn tại tới ngày hôm nay. Bởi vì không có chống ai hết. Bây giờ đi qua bên Tàu thì vẫn chấp nhận cái văn hóa Tàu. Mà văn hóa Tàu thì người ta làm sao thì mình làm giống người ta vậy. Mình chấp nhận cho người ta gia nhập với mình. Mình gia nhập với người ta chứ không có chống với người ta. Cho nên khi qua bên Tàu thì mới có vụ ăn chay. Quý vị nhớ là khi Phật giáo phát triển qua bên Tàu thì chúng ta mới có vụ ăn chay. Chứ còn Phật giáo gốc cũng có vụ ăn chay. Phật giáo gốc thì Đức Phật đã giao là một vị tu hành là phải ăn tam tịnh nhục hoặc là ngũ tịnh nhục, cho nên là không có được giữ của cải tiền bạc, không có được có cái gì riêng tư hết, chỉ chăm chỉ thiền na mà tu hành. Cho nên là cứ ôm bát đi khất thực thì ai cho gì ăn nấy, ai cho gì ăn nấy, không được giết, không được sát, không được cầm dao, không được mần, không được làm gì hết, không được móng tưởng cứ gì để nuôi cái thân thành đạo thôi. Vì vậy mà cái Phật giáo Nam truyền hay là suốt cuộc đời của Đức Phật không có nói vấn đề ăn chay. Tôi khẳng định kỹ cho quý vị nghe rõ nha. Sau khi Phật giáo phát triển qua các nước phương Bắc mới bắt đầu có ăn chay, là tại vì qua bên này không thể bên Bắc đi xin được, ông vua không cho phép. Vì ông thấy kỳ quá, tự nhiên mà ôm mà mặc y vàng mà đi gầy. Thì cuối cùng thì để giữ cái diện mới tu hành thì các thầy phải ngồi lại mới canh tác, mới làm ruộng, làm nương, mới trồng rau, trồng trọt, ăn. Thì bây giờ không lẽ rồi tu mà đi cầm dao, đi giết con vật ăn thì con không được. Cho nên cuối cùng thì chư tổ mới suy nghĩ là thôi, bây giờ quyết định ăn chay. Bởi vì đi khất thực không được. Mà nếu mà Phật theo y như Phật thì Phật cấm. Phật không có cho tạo ruộng cất nhà, không cho nuôi người muốn tới, không cho đào xới đất đai, không cho đón sao tinh tú, không cho cái gì hết á. Thì như vậy thì y như Phật thì không thể nào được. Vì vậy mà cho nên cuối cùng thì chư tổ mới quyền biến là làm nương, làm rẫy, làm ra cái thực vật để mà ăn.
Như vậy thì bắt đầu sự ăn chay và có sự cất giữ. Cất giữ để mà trụ lại một nơi, để xây dựng chùa chiền, xây dựng tịnh xá, xây dựng am cốc để mà tu. Chứ thời Đức Phật thì ngủ dưới gốc cây không quá 3 đêm. 2 đêm thôi chứ không được 3 đêm. Đêm thứ 3 là phải đi cái gốc cây khác, quý vị thấy cực khổ. Mà nhờ vậy mà tu hành đắc đạo. Rồi thời nay tôi qua bên đây tôi ngủ mà cái miệng mềm tôi ngủ không được, nên nay tôi dọn tôi phải nằm cái dưới thôi mà tôi ngủ thấy ngon. Trong khi thời Phật ngủ dưới gốc cây mà không quá 3 đêm. Đó thì tôi trở lại vấn đề. Cho nên các vị phải rõ điều đó đó. Thì vậy các vị đừng có nói rằng về ăn chay rồi thành Phật không có. Nếu ăn chay thành Phật thì thời đó Phật đâu có ăn chay cho thành Phật. Mà bây giờ theo Đại Thừa mà nói là thôi tôi theo Đại Thừa rồi tôi ăn gì cũng được mà không được. Hãy theo Đại Thừa là phải ăn chay. Nếu cái vị thầy tu nào mà theo Đại Thừa mãn mạng là mất cái lòng từ bi, mất cái tâm từ bi là không đủ cái lực để độ sanh. Tôi nói là tôi có ý theo dạy ai nghe, các vị đừng có nói là tôi nói riêng tư ai nghe. Tôi nói xin lỗi, khi giảng pháp tôi không cố ý nói ai. Nhưng mà ý tôi nói chung vậy đó, để các vị đừng có đem ra nói vậy là thầy nói vậy là thầy nói người này kia tội nghiệp tôi không có. Nhưng mà tôi phân tích thôi. Tôi rất là sợ nhiều khi tôi giảng á, tôi hứng quá cái là tôi đi thẳng quá cái nó cũng đụng tùm lum hết. Nhưng mà tôi nói trước, theo Nam truyền ăn mặn được là vì phương pháp đi sinh, còn theo Bắc truyền mà ăn mặn thì mất cái lòng từ bi. Vì vậy mà theo Bắc Tông, theo Đại Thừa thì phải ăn chay. Người tu là tuyệt đối 100% là phải trường chay. Còn tín đồ Phật tử thì phải ít nhất tháng 2 ngày, nhiều nhất thì tháng 10 ngày, rồi thêm nữa thì năm ăn 3 tháng, tháng giêng, tháng 7, tháng 10 cũng ăn, đó là do chư tổ soạn. Nếu thì đại chúng là cho nên cái ngày sám hối này đó là ngày mai, nếu bị nào 2 ngày đó, tháng 2 ngày chay thì tối nay sám hối thì ngày mai phải ăn chay. Còn cái ai 4 ngày được nay ăn chay rồi tận sám hối rồi xong rồi mai tiếp tục chay ngày nữa, 2 ngày liên tục đó là 4 ngày, 6 ngày thì thêm mùng 8, 23 phải không, rồi 10 ngày thì thêm 24 như đó nhân dân. Thì đó như vậy các vị rõ, trên tinh thần tu tập Phật giáo Đại Thừa đó phải ăn chay để chi vậy? Bây giờ các vị khẳng định lại cho thầy nè, với tôi nè, ăn chay để làm gì? Bao giờ quý vị ăn chay bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? Ở đây có nhiều vị trường chay mà tôi hỏi quý vị không dám nói hay là quý vị không hiểu. Ăn chay có phải để thành Phật không? Dạ không, đúng rồi. Ăn chay là bởi vì tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh, thì mình tôn trọng cái Phật tánh của mình thì cũng như mình tôn trọng cái Phật tánh của tất cả. Cái đó thì nói nó lâu, nó xa vời một chút. Nói cái thực tại đó, ăn chay để thể hiện cái tâm từ bi. Còn nói Phật tánh á, thì sở dĩ trong Đại Thừa nói vậy thôi, chứ còn bên Tiểu Thừa không nói vấn đề đó nghe. Nó khác, nó, cho nên mình nói là sao mà nó hợp được hai cái trường phái. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu á, nó là tất cả chúng sanh chê ổ Phật tánh, đành Phật có nói câu đó đúng. Nhưng mà Phật tánh của chúng sanh nào? Thí dụ Phật tánh của con người mình á, thì coi như nó có sự hiểu biết về cái phát triển, về cái mai của mình á, về cái não bộ của mình á, thì như vậy thì cái Phật tánh này nó dễ thành Phật hơn. Còn nếu nói gạn dịch, tôi hỏi quý vị chừng nào thành Phật, quý vị nói tôi nghe nha. Nó phải trải qua không biết bao nhiêu kiếp, nó hết cái kiếp súc sanh của nó. Bởi vì nó nặng kiếp luân hồi mà, cho nên lục đạo luân hồi, cái kiếp súc sanh là cái kiếp cuối cùng. Súc sanh, rồi ngạ quỷ, rồi địa ngục, rồi gì nữa, rồi mấy người Atula mới tới trời vân vân, rồi mới tới thinh văn duyên giác Bồ Tát của thành Phật, dài lắm, lâu xa lắm. Cho nên nếu nói là ăn thịt chúng sanh là sở dĩ để bảo vệ Phật tánh, thì cái đây là mình nói giống như là để nói thôi, chứ thật sự mình không khẳng định cái ngài đó thành Phật được. Cho nên cái Phật giáo quý vị nên nhớ
Có một lần tôi đi học, tôi chỉ thi có một câu thôi. Một vị hòa thượng là rất là giỏi, là hòa thượng tới bây giờ còn sống chín mấy tuổi. Hòa thượng Đức Nghiệp. Đức Nghiệp ở, quý vị người Bắc là biết hòa thượng Đức Nghiệp. Ông giỏi thế nào. Ông chỉ hỏi có một câu thôi. Tôi lên hòa thượng hỏi một câu, hòa thượng nói thưa Đại Đức, Đại Đức học bao nhiêu năm, Đại Đức trả lời cho tôi một câu thôi. Là trong cái pháp giới chúng sanh này, cái gì chúng sanh nào tu hành mau thành Phật nhất? Thì hòa thượng đã dạy rồi, thì tôi trả lời rất là gọn và bạch hòa thượng, chỉ có con người, chỉ có con người, cho nên lấy con người làm trung tâm. Vì vậy mà từ con người trở lên á thì mới đặt ra vấn đề Phật tánh được. Còn từ con người trở xuống á, từ qua cái cõi con người rồi đó, thì nói là nói để thể hiện cái lòng từ thôi, chứ còn nặng kiếp luân hồi khó. Bởi vì Phật giáo không chấp thường mà cũng không chấp đoạn. Nếu bây giờ nói rằng con vịt con gà, mà nếu mãi mãi kiếp kiếp nó là con vịt con gà thì Phật giáo cũng không chấp nhận điều đó. Nhưng mà nói là con vịt con gà nó hết kiếp nó trở thành con người thì Phật giáo cũng không chấp nhận điều đó. Quý vị nên nhớ như vậy đó nghe. Đặc biệt cho nên học Phật mà học sâu quá, nhiều cái nó sâu sắc lắm. Thì nhưng mà sở dĩ khẳng định là một điều, ăn chay là để thể hiện cái lòng từ, chứ không có ăn chay để thành Phật. Rồi điều thứ hai, theo Phật giáo Đại Thừa thì bắt buộc phải sao? Phải ăn chay. Ăn chay không thành Phật, chứ bắt buộc phải ăn chay. Bởi vì hành cái đạo gì? Cái đạo Bồ Tát. Chỉ có Phật giáo Đại Thừa mới có đi ngang cái hành đạo Bồ Tát thôi. Chứ Phật giáo Nam Tông á, Tiểu Thừa họ không chấp nhận cái đạo Bồ Tát. Họ không biết. Họ không biết là Ngài Quan Âm là ai, Thế Chí là ai, bên Đại Trí Giác Thù là ai, Hạnh Phổ Hiền là ai, là bên Nam Tông họ không chấp nhận. Họ nói là mình bịa đặt ra. Nhưng ngược lại Bắc Tông đưa cái hình tượng Bồ Tát vị Bồ Tát này ra để tiêu biểu, để biểu trưng cho cái việc gọi là tri và hành. Vì vậy mà Phật giáo Bắc Tông phải đi ngang cái đạo Bồ Tát, phải hành đạo Bồ Tát thì mới thành Phật được. Nếu tu hành mà không có cái tâm hành Bồ Tát nào á thì không bao giờ thành Phật được. Cho nên cái Đại Thừa là phải làm cái đạo Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì phải có bố thí, phải có nhẫn nhục, phải có tinh tấn, phải có trì giới, phải có thiền định, phải có trí tuệ. Như vậy là đỉnh cao của Bồ Tát á, là gọi là phước và trí. Thì năm cái đầu là bố thí, tinh tấn, nhẫn nhục, trì giới, thiền định là phước. Và cái cuối cùng của đạo Bồ Tát phải làm đó là trí tuệ. Mà khi mà đạt tới phước và trí thì mới làm một vị độc giác Bồ Tát thôi, hay gọi là đẳng giác Bồ Tát thôi, hay hoặc là diệu giác Bồ Tát thôi. Nhưng mà phải trải qua 52 địa vị, gọi là thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, thập hạnh, thập địa là 50, rồi phải trải qua đẳng giác và diệu giác thì mới thành một vực Như Lai Thế Tôn. Cho nên đối với Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Thù, Bồ Tát Phổ Hiền vân vân thì các vị là vị cổ Phật, nhưng mà các vị không thủ cái ngôi vị đẳng giác Bồ Tát hay diệu giác Bồ Tát, cho nên các vị chỉ hành 52 nguyện lực gọi là thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng và thập địa. Cho nên các ngài chỉ ở cái ngôi vị của các ngài là đại Bồ Tát, chứ các ngài không đi vào cái địa vị ngôi vị Phật. Tại vì ngôi vị Phật thì nó hòa vào pháp giới bao la thì không có thể cứu khổ độ sanh. Cho nên các ngài mới phát cái hạnh nguyện không thủ cái ngôi vị đẳng giác và diệu giác để mà dạo quanh tất cả các cõi nước để độ sanh. Thì nếu một người tín đồ Phật giáo chúng ta theo Đại Thừa cũng như vậy đó. Sở dĩ nếu hiểu rồi chúng ta cũng không cần thành Phật. Mà chúng ta cái ngày thành Phật không cần, bởi vì ta không biết cái ngày nào mà ta làm cho xong cái đạo Bồ Tát đi. Ta làm cho rồi cái tâm Bồ Tát tâm, ta làm cho rồi cái hạnh Bồ Tát hạnh. Thì như vậy thì ta thành Phật.
Vậy mà bây giờ ta không biết lúc nào ta thành, cho nên bây giờ ta phải ăn chay, ta phải niệm Phật, ta phải tụng kinh, ta phải làm lành, ta phải lắm giữ, ta phải bố đức, ta phải tri ân, vân vân. À, cho nên tất cả những việc đó là đạo Bồ Tát làm. Như vậy thì tất cả các việc gì làm, nói cái gì, nghĩ cái gì, làm cái gì mà đem lại sự an lạc cho mình, đem lại sự an lạc cho người, thì cái đó là Bồ Tát Đạo. Như vậy thì người tu chúng ta nói vậy thì nếu cái người nào đó chỉ có ăn chay hay không thì cũng được gọi là Bồ Tát. Hay người nào đó biết làm từ thiện không cũng gọi là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này thì còn trụ trên cái tướng. Còn khi nào lìa cái tướng thì mới gọi là Bồ Tát Tâm. Như vậy thì bây giờ nè, tôi và các vị ở trong này nè, nếu hiểu ra đó thì cũng được gọi là Bồ Tát đó. Nhưng mà Bồ Tát của thầy trò chúng ta hiện bây giờ gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Địa Tiền là mình mới nhìn thấy cái mảnh đất của Hiền Thánh. Mình nhìn thấy cái sự an lạc của chư Phật, chư Bồ Tát, của chư Thánh Hiền. Mình đứng bên ngoài, mình nhìn vô, mình thấy như vậy, mình muốn. Cho nên mình muốn vào để nhập Thánh. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình chưa có nhập Thánh được. Bởi vì mình còn bị lôi tùm lum, phải không? Đó, nửa phần Liên Chúa và nửa phần Thư Gia. Có khi muốn giải thoát lắm, nhưng mà sao? Nó tay gì đó, vô chùa thấy Phật muốn tu. Về nhà thấy mẹ công phu chưa tròn, rồi thì ba cô xách nếp vô chùa, một cô đội gạo bỏ bùa cho sư. Thế nên lòng thì có, cũng muốn lắm, nhưng mà về nhà thì thấy vợ thì bỏ đi tu chưa có đạt. Thế nên thì vậy mà chúng ta thấy, chúng ta muốn nhập Thánh siêu phàm, nhưng mà cứ bị lôi hoài à, bị kéo hoài à, mà mình dứt không được mà nghe. Nếu mà vợ ai mà có vợ có con rồi mà bỏ vợ bỏ con lo chưa tròn đi tu á, chưa có tròn là cái này là tội á, phải không cho phép, phải không cho phép. Cho nên có nhiều thầy ẩu á, nói là đụng chạm nhiều thầy, gặp ai cũng muốn đi tu hết á. Gặp ai cũng đi tu trong khi người ta chưa có lo cho vợ người ta, con nó còn khóc quẹ quẹ, dụ cái chồng về bỏ đi tu, rồi vợ nó hận chùa, nó hận thầy chùa luôn. Như vậy là sai, sai nào. Vậy mà nói với tôi là tôi có đủ đi tu, ví dụ đủ là đủ người nào chưa có dây mơ rễ má, thì có dây mơ rễ má là tôi hướng dẫn cho họ làm cái đạo Bồ Tát, mà Bồ Tát ai đâu cũng thấy. Tròn cái đạo hiếu thảo đối với cha mẹ, tròn cái trách nhiệm chồng đối với vợ, cha đối với con, anh đối với em đi. Cái đó còn hơn đi tu nữa. Tôi nói cái gì hiểu không? Còn thầy nào mà gặp ai cũng đủ đi tu là xét lại sai, sai luôn. Thầy cũng cho phép vậy đâu. Cho nên cái vị nào mà đi tu là phải cắt đứt, cắt đứt. Cho nên đi tu nếu mà có còn ở với cha mẹ thì cha mẹ phải cho phép. Mà có vợ con thì vợ phải cho phép, phải ký tên đàng hoàng mới được. Chứ không có tự nhiên rồi cuốn gói đi tu không có thành. Vậy thì cho nên ta mới ngạo, nó khổ lắm. Bây giờ nhất là Hoa Kỳ mình bây giờ có nhiều vị đi tu quá rồi. Rồi coi như là cái chiều chiều thứ bảy về cái rồi chở vợ đi chơi hay là chở chồng đi chơi bên Cali đầy luôn. Trời ơi, người ta chửi không biết bao nhiêu, nhưng mà thật sự có gì không thì mình không thành vấn đề, mình không biết, nhưng mà đã là mang hình thức tu rồi. Nhưng mà rồi cái chiều thứ bảy rồi chở nhau đi ăn thì nó kỳ vậy đó. Cái này tôi nói không có ngại, nhưng mà thiệt nó nhiều lắm, mà riết người ta đặt cái gọi là cái nửa đời hương phấn, còn không là gọi là cái phái nga mi, nó khổ vậy đó. Cho nên tôi đây là quý vị an tâm, tôi không có vụ ai đi tu hết đó, mà sự thật đó. Cái người mà cạo đầu mặc áo như chúng tôi vậy, nó phải là cái duyên nhiều đời nhiều kiếp, hơn nữa đó là nó phải có cái phần số nữa. Ví dụ như tôi nè, thật sự hồi nhỏ mười mấy tuổi tôi có biết gì đâu mà vô thường,
Nhưng mà thích quá, trốn nhà đi đó, giờ đó, tôi nói thiệt ông chú Tỷ Xuân là về tới góc gác tôi rồi đó, biết chỗ tôi xuất gia luôn rồi, mọi người kể đó, mười mấy tuổi biết gì đâu vô thường. Đó là mấy mươi năm lăn lộn, bao nhiêu cái khó khăn nhưng mà lòng không bao giờ muốn rời bỏ chiếc áo này. Chứ nếu mà tôi có duyên mà đụng cái chuyện khó khăn cái là bất mãn liền à, chán nản liền à. Còn mà có số đi tu rồi thì thôi, và bỏ đâu đi nữa thì nó cũng vậy thôi. Đó. Còn mà không có số rồi nó đủ thứ chứng duyên, mà càng chứng duyên là càng bất bình, bất mãn. Còn tôi thì ngược lại không có, nó càng cái chứng duyên bao nhiêu thì tôi nghĩ tới Đức Phật. Thì tôi lại có tâm lớn ra thêm bấy nhiêu. Vậy mà tôi thấy là tại mình có chứng duyên là mình không làm giống Phật cho nên mình mới chứng duyên. Chứ mình làm giống Phật thì mình không có chứng duyên, phải không? Kiểu như tôi bây giờ cũng vậy, qua bên đây tôi cũng suy nghĩ dữ lắm đó chứ. Nói chứ đâu phải tôi là vô đi sắt đá mà tôi không suy nghĩ. Mà nếu bây giờ tôi qua đây mà nếu tôi bị chứng duyên là cái gì? Là tại vì tôi ham muốn cái chùa này của riêng tôi là chắc chắn là bị chứng duyên liền. Mà bây giờ tôi cứ vô tư thôi. Khi nào có thầy thì thầy qua đây, thầy trò ngồi gần gũi nhau vui chơi. Mà đây là một cái sân chơi nè. Mà chơi đây là chơi với đạo. Người ta ngoài đời thì ta rủ nhau đi du hí vô thần. Còn thầy trò mình rủ nhau ngồi đây để tâm sự cho nghe thì cũng là một chơi. Thật sự cái chữ đạo tràng á, chữ tràng là sân chơi đó. Mà chữ đạo là đạo, nghĩa là sân chơi của đạo. Đó như trường học là một sân chơi, nên là một cái nơi chơi mà học. Hay là hí trường, hí trường là một sân chơi mà để vui, để hí hởn, để vui cười. Như vậy thì chứ đạo trường hay là đạo tràng cũng là một sân chơi, mà bây giờ thầy trò mình chơi với đạo. Quý vị hiểu không? Cho nên có nhiều cái danh từ á, dịch nó rõ như vậy đó. Thì quý vị đọc, quý vị hiểu, hiểu rồi á, quý vị cảm thấy cái gì nó cũng có hay á, nó có nghĩa đó. Chứ đừng có nghĩ nó trừu tượng cao tột quá đi. Tôi nói với đạo tràng, chứ đạo tràng là một sân chơi đạo. Khi mà ngài Di Ma Cạch từ ở Kỳ Viên Tịnh Xá bước ra thì Thiện Tài đồng tử mới gặp hỏi chứ, ủa ngài từ đâu tới đây? Thì ngài Di Ma Cạch ấy, tu từ đạo tràng tới. Thì ngài Thiện Tài đồng tử nói, ủa Phật bữa nay không có nhà. Như vậy thì ông ở đạo tràng, ở đạo tràng nào? Thì Ngài Di Ma Cạch ông làm một hơi, ông nói trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, trì giới là đạo tràng, từ bi là đạo tràng, hỷ xả là đạo tràng, nhẫn nhục là đạo tràng, niệm Phật là đạo tràng, trì chú là đạo tràng, tinh tấn là đạo tràng, bố thí là đạo tràng, thiền định là đạo tràng. Ông làm hơi vậy cái Thiện Tài đồng tử cứng miệng luôn. Như vậy thì đạo tràng phải tới với Phật. Mà tới cái chỗ nào mà có cái tâm hồn an lạc, giải thoát, lợi mình, lợi người thì gọi là đạo đạo tràng. Đó, cho nên quý vị được càng đọc kinh nhiều có những cái hay như vậy đó. Tuy nhiên á, nhiều khi chúng ta đọc nhưng mà phải có ông thầy khai đạo. Có chuyện như chú Thiện Từ, chú Lực nói với tôi thì tôi cũng công nhận là chú đọc rất nhiều, học rất nhiều. Nhưng mà giờ chú cũng công nhận với tôi một điều là đọc nhiều, học nhiều chưa phải là đủ, nhưng mà phải có một vị thầy khai đạo. Bởi vì quý vị thấy, ví dụ quý vị đọc bao nhiêu việc, nhưng mà giờ bữa nay tôi nói sơ hai chữ đạo tràng là quý vị thấy nó rõ không? Nó tóm gọn lại là tự nhiên quý vị sáng ra. Thế còn nhiều khi sách vở đi dài quá đó. Cho nên mình cô động lại như vậy. Thì đạo tràng là một sân chơi với đạo. Nó đem lại sự an lành, đem lại sự giải thoát, đem lại cái sự lợi ích cho mình, cho người. Thì tôi nói vậy, kết thúc cái buổi giảng hôm nay thì tôi chia sẻ cho các vị một câu chuyện. Đúng ra thì bữa nay giảng nó hơi khô một chút, là thay vì phải nói những câu chuyện kia cho quý vị vui cười. Nhưng mà rồi tôi nói hồi thì nó đi thâm sâu vào cái ý kinh nhiều ha. Đó, như vậy thì kết thúc tôi kể câu chuyện trong kinh Đàm Bát Niết Bàn. Bây giờ thì Đức Phật có nói rằng có nhiều vị đem một cái tâm cứ nghĩ rằng là ai tu, ai mặc cái lớp áo vàng, ai ôm bát với khất thực, ai đầu tròn áo vuông thì
mọi người đều kính nể hết. Rồi khi mình kính nể rồi cái mình có cái chuyện gì mình không kính nể, đáng kính nể cái trở thành mình phỉ báng, mình phiền muộn. Vậy mà Đức Phật mới an ủi. Đức Phật mới nói từ cái quá khứ về trước á, có một cái kiếp nọ ta là một con sư tử. Kiếp đó ta là một con sư tử mà con sư tử đó nó có cái phước báo của riêng nó, cho nên nó có cái bộ lông xù rất đẹp. Mà con sư tử nó lớn mà nó có bộ lông rất đẹp, rồi một bộ lông óng ánh. Thì vậy mà những cái người mà làm thợ săn á, họ rất thích, họ muốn giết cái con sư tử này để lấy bộ lông. Nhưng mà vì con sư tử nó có oai hùng, nó có sức mạnh lớn quá, cho nên mấy thợ săn không thể dám gần mà bắn con sư tử được. Thì thời xa xưa thì dùng bằng cái bằng cung mà, cho nên không dám gần gần con sư tử, nó gần một cái là rung chuyển đất trời, cho nên không ai dám gần à. Nhưng mà con sư tử này đặc biệt có cái là nó quý trọng người tu lắm, bởi vì con sư tử sống trong rừng, mà mấy thầy tu cái thời Phật đó, thời Phật quá khứ đó cũng là ở trong rừng, cho nên mấy thầy ngồi thiền tĩnh tọa, mấy thầy hiền có khi ăn thức ăn dư, hái trái cây dư để cho sư tử có thể đi ăn, rồi những đồ ăn dư bỏ ra cho sư tử ăn, cho nên sư tử rất là thương mấy thầy tu, và sư tử không hề sợ hãi. Cứ mấy thầy tu ngồi thiền, sư tử là đi ngang còn cọ quẹt, còn lấy cái bộ lông xù của mình, còn quạt lấy cái đuôi quạt cho mấy thầy tỳ kheo nữa, vui như vậy. Thì một hôm nọ có một anh thợ săn, anh thấy tại sao mà sư tử thấy mấy thợ săn thì sư tử chạy dài, sư tử gầm gừ, còn sao tại sao thấy mấy vị tu hành mặc cái tấm y vàng như vậy đó thì sư tử lại gầm, còn đùa giỡn. Cho nên cuối cùng anh thợ săn này mới về, mới mai cái y màu vàng. Cái bữa đó cũng cạo đầu, cũng giữa trưa cũng vô trong khu rừng, cũng ngồi tĩnh tọa như vậy. Thì sư tử cứ ngỡ rằng đó là người tu, sư tử mới cũng tới lân la, là cũng dựa vô, thì dựa vô tấm y, thì anh thợ săn mới rút nỏ ra bắn và chết sư tử. Khi sư tử chết thì sư tử mới biết rằng không phải ai đắp y ca sa cũng là người tu. Vì vậy mà sau này thế giới họ nghiên cứu câu chuyện đó, họ có một cái câu ngạn ngữ gì quý vị biết không? Chiếc áo gì? Chiếc áo không làm nên thầy tu. Đó thôi, tối nay tôi giảng như đó thôi. Thì cái câu chuyện này các vị về suy nghĩ nha. Đó có những cái tôi kết thúc một cái buổi giảng thì tôi cũng đưa ra một cái đề tài gì đó để về suy nghĩ. Như vậy tôi nói như vậy không phải là mình đánh giá tất cả người tu là xấu, nhưng mà cũng đừng nghĩ rằng tất cả ai mặc chiếc áo Như Lai, tất cả ai nói cái pháp Như Lai cũng đều là có cái tâm Như Lai, không phải. Thời nay đó Phật và ma nó luôn lẫn lộn, thánh phàm luôn lẫn lộn, mà do cái lời của thiên ma ba tầng có lời nguyện rồi, sau này hãy cái nơi nào mà có những người tu hành thì ma ba tầng mới vô nó quấy phá. Thì ma ba tầng là gì thì tối thứ năm tôi sẽ giảng tiếp cho các vị nghe ma ba tầng là gì. Để hồi đó giờ mình nghe ma ba tầng nhưng mà cứ tưởng đâu là có con ma thiệt ở bên ngoài nó chui vô, phải không? Thôi từ đây chúng ta nghĩ về bài trước. Chúng sanh vô biên thể